Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin công nghệ nhanh nhất và tìm hiểu những cái bài viết chuyên sâu về thế giới công nghệ thì có thể ghé thăm website chính thức của The Basel, có tên gọi ThePixel.vn Link của website thì mình sẽ để trong phần mô tả của clip Xin chào các bạn, trong những ngày qua khi mà mình lên những cái video chia sẻ về chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE ấy, thì đã có rất nhiều bạn nhắn tin rồi comment hỏi mình rằng là Anh ơi, cái đế này anh mua ở đâu thế? Rồi là à, nó làm bằng gì? Nó xài có ok hay không? Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn về một cái nhân vật phụ trong những cái video mà mình nói về chiếc Galaxy Tab S7 FE Nhưng mà là nhân vật chính của ngày hôm nay Đó chính là một cái đế để chúng ta kê những chiếc máy tính bảng như thế này Đến từ thương hiệu là Tama Yoko Let's go! tiên thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về cái giá mà mình mua cái đế này thì nó chỉ khoảng mình nhớ không nhầm là ba trăm rưỡi hay là ba trăm sáu gì đó mua cái đợt mà săn sale á thì đây là một cái mức giá mà ban đầu mình nghĩ rằng là ổ cái này chắc là cũng chỉ quảng cáo cho vui thôi chứ làm sao mà nó được làm bằng kim loại nhiều đến như thế được nhưng khi mà được unbox ra được sờ được chạm và sử dụng trong mấy ngày qua không phải là mấy ngày mà phải gọi là mấy tuần qua thì mình phải cảm thấy rất bất ngờ với cái tầm giá khoảng 350 nghìn ấy Nó đang quanh mức 350 nghìn thôi, trên dưới 350 nghìn thôi Nhưng chúng ta có một cái đế để đặt máy tính bảng Ví dụ như là iPad này, rồi là Galaxy Tab này Hay là dòng Mi Pad đến từ nhà Xiaomi á Rất là cứng cao các bạn ạ Nó được làm từ nhôm mà gọi là nhôm vô tận luôn à, Chỉ có một vài những chi tiết được làm từ cao su mà thôi Và cái phần đế các bạn thấy nha chúng ta sẽ có bốn con ốc nếu mà các bạn muốn là vặn bốn con ốc này để tháo nó ra thì cũng ok hoặc là bạn thích biến tấu gì đó thì có thể là vặn bốn cái ốc này ra cũng được không vấn đề gì cả nha và những cái đường á mình thấy rằng là ối ban đầu mình cứ nghĩ là ủa ba trăm năm nghìn mà tại sao mà lại có một cái khả năng hoàn thiện tốt đấy như thế họ có gửi nhầm hay không nhưng mà mình nghĩ rằng họ không gửi nhầm đâu những cái đường cắt CNC các bạn nhìn này, nó cũng rất là đẹp ha. Đây, những cái đường cắt ở phía dưới này này, nó cũng rất là đẹp. Hay là cái dòng chữ là Tamayoko, mình không biết là có đọc đúng hay không nhưng mà mình đọc vào kiểu như là tiếng Nhật Nhật một chút ấy, Tamayoko á thì nó cũng được làm rất là đẹp và tất cả mọi thứ đều được làm cực kỳ cứng cáp và sang trọng. Và đôi lúc mình thấy rằng là họ làm kim loại nhiều quá thì nó cũng hơi bất tiện một tí xíu. Bất tiện ở đây là gì? các bạn thấy rằng là ở những cái phần à để chiếc máy tính bảng của chúng ta vào thì nó cũng sẽ có thêm một vài những cái miếng cao su ở đây đúng không nhưng mà mình ước gì á họ có một cái option nào mà cái phần này này được dán bằng cao su hết bởi vì sao bởi vì nó sẽ hạn chế cái vấn đề chảy xước của chúng ta tốt hơn còn để như thế này thì mình thấy rằng là cũng hơi sợ sợ cho mỗi lần mà mình để cái máy tính bảng của mình vào thì mình cũng hơi sợ chảy xước đấy và ở phía dưới thì chúng ta cũng sẽ có bốn cái phần nút cao su ở đây nha tại sao là để hạn chế cái vấn đề mà chiếc Đế của chúng ta nó sẽ bị uh, kiểu như là trượt á Trượt trên cái bàn á Thì đó cũng là ok rồi Còn về những cái phần khớp này Các bạn có thể là lật được rất là nhiều những cái tư thế nha Tất nhiên là không có ai mà để máy tính bảng kiểu như thế này cả Nhưng mà Tamayoko thì họ cũng làm một cái đế Rất là linh hoạt luôn Các bạn mà thích kiểu như là Uh, muốn mà nó thấp thấp như thế này thì cũng được, không vấn đề gì cả, hoặc là các bạn mà thích kiểu như là uh, nó như thế này thì cũng được luôn. Đó, hoặc là để như thế này cũng ok, không vấn đề gì cả. Mình thấy rằng là để đến đây là ok này. Đó. Từ đây nha. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn để sâu quá thì nó sẽ mắc cái phần này rồi và chúng ta sẽ không thể để được máy tính bảng. Và các bạn sẽ để từ cái phần này là được cho tới cái phần này mình sẽ bẻ cho các bạn xem này. đôi đôi lúc kiểu như là nó hơi cứng cứng một chút xíu á nhưng mà uh, cũng không sao đâu. Nói chung là nó cứng cáp chắc chắn như thế này là ok rồi. Với cái tầm giá chỉ còn tầm 350 000 nghìn thì mình thấy rằng là đối với những bạn nào mà đang sử dụng máy tính bảng á giống như mình á thì nên sắm luôn đi. Chỉ có 350 000 nghìn thôi, đợt sale chỉ có khoảng tầm 350.000 trên dưới tầm đó thì mua về xài cũng rất là ok. Hoặc đơn giản kiểu như là uh, các bạn muốn để uh, điện thoại để có thể là xem thì cũng được đó kiểu như là mình có một chiếc điện thoại à, samsung galaxy ở đây này đó, để lên cũng được ok không vấn đề gì cả hoặc đúng không hay là mình để cái chiếc samsung galaxy z fold 3 lên đây cũng được à, z fold 3 nó vừa khít khít ở đây này đó buổi tối xem phim cũng ngon lành nằm các bạn ạ à. và đó là những cái chia sẻ của mình về cái phần đế để máy tính bảng Tamayoko cái tầm tiền của nó thì mình nghĩ rằng là các bạn cứ xuống tiền đi không có điểm gì phải tiếc nuối đâu bởi vì nó được làm rất là chắc chắn, sang trọng, tỉ mỉ và được làm từ những kim loại phải gọi là rất cao cấp các bạn ạ. Nhìn vào sờ vào thôi là nó rất là phê luôn rồi. Đó. Còn những bạn nào mà đang sử dụng cái phần đế như thế này thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận ở phía dưới ha. Chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và mình nghe nói rằng là bên cái Tamayoko thì họ cũng sẽ có thêm những cái phần đế để chúng ta để thêm laptop nữa và chắc chắn hôm sau với cái chất lượng hoàn thiện như thế này thì mình sẽ tiếp tục mua và về review cho anh em. Còn bây giờ thì bye.